Xin chào mọi người. Khu này là rất nổi tiếng của Busan mình luôn. Mọi người có thấy cái biển ở đó không? Rất xanh, rất đẹp. Ở đây này là chùa nha mọi người. Em sắp đi là cái chùa nổi tiếng của Hàn Quốc đây, của Busan. Cái chùa ngoài biển. Ở đây thì họ có bán những cái sâu chuỗi để đeo để cho nhiều xe cũng được. Nói chung ở đây là những quà lưu niệm nha. Trong đây bán sâu chuỗi tai cũng có luôn, rất là nhiều luôn nha. Đây là kế bên là quán ăn, quán nước, rồi khác quán ăn bên đường đây, những thứ mà mình chả cá, cá người ta nấu để gì, rất là quen thuộc với người hàng luôn. Ở đây cũng có, đây cũng có một gian hàng rất to, thì những sâu chuỗi, tôi sẽ quay kỹ cho mọi người coi nha. Sâu chuỗi đẹp lắm nha, sâu chuỗi nhiều loại luôn, tùy theo cái tuổi mình có tuổi tuổi gì thì sâu chuỗi trên này cũng như là con giáp trong đó luôn, có 12 con giáp cho sâu chuỗi nha mọi người. Dạ, ông mở đi sổ. Chú Tiểu. Đi đâu? Chú Tiểu mà bệnh mắt nè, chú Tiểu mà chơi. Rất đẹp luôn. 12 con giáp đây. Ngăn ơi! Ngăn ơi! Đây là những sâu chuỗi mình để trang trí trong xe, như bên đây họ thì để trên xe có cái chuỗi to. Đây cũng có. Cái chùa này rất là lớn luôn nha mọi người. Cái chùa này lớn mà đẹp. Ở cạnh bên biển luôn, ngôi chùa để ngôi chùa ở cạnh bên biển luôn, người ta khách tham quan rất là đông luôn. Nói chung ở đây là người ta đi ra đây tham quan du lịch thì rất nhiều. Đây là cái cổng đi vô, mình chưa vô tới chùa đâu, cái cổng đi vô. Đây là những ông thần 12 con giáp. Một ông thần là một con giáp. Ông thần này là ông thần cọp. Ông thần cọp nè, người ta hay để tiền lên đây. Bên đây người Hàn á, họ hay để những tiền đồng lên trên á, những cái tượng này nọ đó. Như vậy là cầu may mắn nha. Ông thằng này là ông thằng rồng, tượng trưng cho người tuổi rồng. Rất nhiều 12 ông thần, 12 ông thần đứng đây. Ông thần gà, ông thần chó, rồi ông thần này là ông thần cuối cùng, ông thần heo. Hình mẹ Phật Quan Âm. Chân chân hình tượng Phật Quan Âm đây. Ngôi chùa này có tên là He Tông Gồng Cung Sa nha mọi người. Bây giờ mình đi xuống chùa nha. Đây đường đi xuống chùa đây. Cái chùa này gọi là chùa Yongkunsa. Chùa rất nổi tiếng của Busan nha mọi người. Khi đến Busan là cái chùa này nổi tiếng số 1 luôn. Đây cổng chùa đây. Nam mô A Di Đà Phật. Đây nhìn rất đẹp, rất đẹp nha mọi người. Ở kế bên đây là có một ông Phật Di Lặc, thấy họ đang ở thằng trà mặt Phật Di Lặc. Phật Di Lặc
cái bụng thật như là bị người ta thoa riết mà thoa riết mà hợp lại màu luôn. Em kể cho mọi người nghe, em kể cho anh chuyện này mắc cười lắm. Ngày xưa lúc em mới qua đây nè, em cũng đi ra chùa này rồi, có đi qua chùa này rồi, lúc đó là em chưa có bầu. Đi tới đây em đâu biết đâu, thấy người ta cũng đứng như vậy đó, đứng chà bụng môn Phật. Em cũng chà theo, bắt chước chà theo, người ta chà thì bên Việt Nam mình lắm, ta chà bụng môn Phật khi lặt là để cho khỏe mạnh thôi. Mình cứ cầu bình an, cầu khỏe mạnh, đâu có biết ý nghĩa của chà đó là sao đâu. Em chà bụng xong về đâu được bao lâu đâu là em em có bầu. Sau này hỏi ra mới biết là người ta bên đây, bên người hàng bên đây họ nói là muốn có bầu con trai á là chà bụng ông Phật Di Lặc, mà muốn có bầu con gái á thì lại xin lộc của mẹ Quan Thế Âm. Trời ơi, bởi vậy em không biết đó sự thật hay không, nhưng mà sau đó thì ra thằng con trai của em luôn. Ôi, cái chùa đẹp lộng lẫy luôn nha mọi người. Cái chùa này kế bên biển. Hôm nay bầu trời cũng trong. Đường xuống cái chùa là mình phải đi bộ xuống đây qua mấy cái nấc thang này. Bên đó thì có cái đường quẹo, bên đó mình ngắm biển. Hay là ngắm biển thì mình đi đường đó, mình đi đường qua chùa đi đường này. Rất đẹp mọi người à. Ra đây là nghe sóng vỗ. Sóng vỗ đi rần luôn. Ra đi thì rất là đông. Tới chùa mọi người thấy những bức hạnh, những cái hình ảnh như đó không, những cái hình như đó là để cho mình thảy đồng tiền vô đó, ở trên đó có những người thảy xuống, nếu mà ai thảy vô lọt trong mấy cái chung đó ha là mình được rất là may mắn luôn á. Bởi vì mình đi mình ra chùa mình hay thấy những cái chỗ người ta để ô có người thảy vô rồi, giỏi quá, rất là may mắn nha. Tiền ở rớt rất là nhiều luôn. Hay ra cảnh biển là không có mấy người không? Biển rất đẹp. Có hình Phật bên đó. Rất là đẹp. Một bên biển, một bên là chùa. Chùa đây là chùa. Đi Minh à? Minh, đứng đang chi vậy? Đi con. Đi con. À. Nó chạy không à nha. Mình nó chạy không thôi. À, chữ là cái này nè. Ta kêu phải đem phải đeo khẩu trang, không đeo không có đi được nha. Là cái chùa này là rất là đẹp. Ờ à, đẹp nhất Hàn Quốc luôn. Cái chùa này đẹp nhất Hàn Quốc luôn. Mà thật sự là rất đẹp luôn à. Em đi hoài đây mấy lần mà không có đi hoài nha. Ở trên đây ở đây thì cũng có cái chỗ này là bán quà lưu niệm. Đây là bán quà lưu niệm nè mọi người, mua vô đó là mình muốn mua đồ mang về cái gì cũng có hết, những cái sâu chuỗi này nọ, những hình này nè, hình ông voi cũng có luôn. những chú tiểu ngồi học, cố gắng học quá này, giỏi quá nè.
ngồi ở trên kia. Ở đây một hồi em sẽ quay cho mọi người xem là có một ông Phật. Ông Phật, tượng ông Phật rất là to luôn. Rất là to. Ở trên em sẽ dẫn mọi người lên nha. Heo vàng, hay heo vàng ở trước cửa. Ờ, heo vàng ngày xưa vàng rồi bây giờ đi sao mà nó đưa hết vàng luôn rồi, nó bay mà nó hết vàng. Bị người ta gờ nhiều quá nó bay một vàng luôn rồi. Ở trong đây họ có bán kem, bán nước cho mình, vô đó mình ngồi mình uống. Đây là ông Phật đây, ông Phật cho mình tắm. Ông Phật cầu bình an nha. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình sẽ dẫn người lên trên nè. Đấy, gì đây, lên trên đó. Ông Phật rất là to ở trên kia nha. Ở đây thì bên đường đi lên chùa có những chú tiểu. Những chú tiểu ngồi học đây. Đây, ông Phật trên kia. Ngày xưa em cũng lên đó em. Em rờ chân ông Phật á, không cầu bình an ngày xưa. Ông Phật rất to nha mọi người. Đây là cái chùa. Cửa bên đây đóng rồi. Vô cửa bên hông chứ mình không được vô cửa trước. Ngôi chùa. Có chùa nhìn ra biển, phong cảnh rất là tuyệt vời luôn. Cảnh này rất là đẹp luôn nha mọi người, giống như là bồng lai tiên cảnh gì đấy. Bồng lai tiên cảnh đấy. Đây, ở trong đó có một ông Phật nằm trong đó, đó. Tượng Phật đang nằm. Cho mọi người xem nha. Phía trên rất là cao, trên kia có một tượng Phật Mẹ Quan Thế Âm rất là cao luôn mọi người. Đó, mẹ mình đang đứng trên đó, đó. Bây giờ em sẽ dẫn mọi người lên đó nha. Kế bên đây là ông Phật Di Lặc đây. Nhìn ông cười á, ông cười thích chưa, cười vui vẻ luôn. Chào ông Phật Di Lặc. To, rất là to luôn. Tượng Phật rất là to. Đường đi lên trên Mẹ Quan Thế Âm. Đường đi lên đây. Bên đây là địa hình là toàn là đồi núi thôi. Đường đi lên lên Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đường Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đường mọi người ngồi ngoèo đá luôn nha mọi người. Đi bằng tay lên tới rồi. Thôi.
Từ trên nhìn xuống rất đẹp nha mọi người, biển thì trong xanh, phong cảnh thật là vô cùng đẹp luôn. Thật sự cảnh là phải nói mà phải nói là cảnh như là trong tiên bồng, trong tiên bồng. Người đến Busan là cái chùa này là rất là nổi tiếng luôn, nó ai cũng biết luôn á, ai cũng biết cái chùa này đẹp làm sao đó. Và có hai bên đường, đường lên bên đó thì con đường lên, rồi vào bên đây là một đường xuống, có hai bên đường lên và đường xuống nha. Nghe tiếng chuông chùa, có những tượng Phật đây, ở trên đây thì cũng có những tượng Phật có đứng ở sau đây, đứng bên này dắt núi. Ở dưới dưới chân chân Phật Mẹ Quan Thế Âm thì có những cái tượng Phật, tượng ông cầm cửa, cầm kiếm gác cửa đây. Bên đây họ là Nam Mô Tan Sem Bô Sa, Nam Mô A Di Đà Phật của mình đó. Nam Mô A Di Đà Phật à, Nam Mô Tan Sem Bô Sa. Em đi qua đây biết được có mỗi một câu đó. Biết được là mỗi câu đó thôi. Kan Sem Bô Sa, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây, đi xuống đường nữa, rất là cẩn thận. Cái cây này chắc là cũng cây này, cây dương sĩ này chắc cũng là các bạn cả mấy cả trăm năm rồi phải. Rất là to luôn nha, gốc mà rất to, ở đây chia ra rất là nhiều tảng, nhìn rất là cổ kính luôn. Chùa bên đây đi em đi không nhận gặp được thầy chủ trì chùa chứ. Ở trong đó có những cái lồng đèn, trong đó là người ta cầu nguyện. Mọi người cầu nguyện thường gắn lồng đèn, mình dán tên vô trong lồng đèn á, rồi mình cầu nguyện được bình an. Khổ này nghĩ là 100.000 won đó, có 2 triệu Việt Nam mình. Rất là đẹp, rất là đẹp tuyệt vời. À, đẹp chưa mọi người, đứng góc độ nào mình nhìn cũng đẹp hết. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái khu bên kia, qua bên cái đường bữa nãy mình qua bên nhìn biển á, cái đường qua biển mình nhìn biển nha. Bây giờ thì mình sẽ chia tay qua chùa thôi. Bây giờ mọi người xem qua chùa lại lần nữa. Em sẽ đi qua bên đường kia. Rất là đẹp luôn. Nam mô Phật Bà Tham Thiên Tài Y Y Chơ Chế Yập Tư Tà Cứ Chả Sinh Kỳ Hè Cứ Chả Sinh Kỳ Hè Chả. No comment. Huh? No comment. No comment. No, we have put a chicha. What? We don't know. Alas, okay. I think we should kill for the way she was thinking. What happened? Yeah, but today, yeah. Hey, Robin, Robin Bean. Mana? Cooking chan hết sơ. Huh? Không coi chùa, coi xong hết chưa? Nè
đẹp quá Minh à, đẹp không con? Đẹp quá trời đẹp luôn à. Chưa đẹp. Tại sao chưa đẹp? Mà thấy đẹp nhiều mà. Đẹp nhiều, ấy té té Minh à. Đi lên cây cầu này. Cây cầu của Hưu Lăng Chức Nữ. Cầu Hưu Lăng Chức Nữ có những con Phật bên đó. Người xem nha. Cái đó thì cũng không có ông rùa. Có ông rùa. Rồi có mấy ông Phật, ông ngoài sao. Chàng tên kia chú xeo cho ông vô được chăm cho con được nhiều may mắn. À, một triệu gạch à. Em thấy không vô mọi người ơi. Hôm trước em đi ra đèn lọc, thấy dính vô, thấy hình lọc ở trong cái chậu hình lọc. Hôm nay thấy không trúng rồi. Bây giờ em sẽ đi đường qua bên, rẽ qua cái đường nhánh bên đây nha. Cho mọi người xem cái. Đi bên đây. Cẩn thận nha, có chừng té. Em muốn nhấp thầy kia. Anh đi đâu? Mình đi đây dưới mà nghe. Ờ. Trên đây cũng có đường đi lên đây. Đi lên đây bên đây. Đi lên đây cái đi con lên đây cái. Ờ. Mình mang cổ đi vào cái này. Ờ, đi lấy luôn cho. Ờ. Ờ, chú xin hiểu. Chồng mình nếu nó đi chơi. Nam cha, hăng nam mu. Ở đây cũng có ông Phật nữa. Nam mô A Di Đà Phật. À, cái cây này là cây gì mà 200 năm. Hết sức to nha mọi người. Gốc cây to, hết sức to luôn. Cũng có nhang luôn, có nhang cúng, có nhang cúng ông Phật luôn nha. Cái khu này thì hồi trước anh đi ngang không có thấy có nha, bây giờ mới có, mới xây dựng nhưng rất là mới luôn, còn rất là mới nha mọi người. Cây bên đó là cây đàn ông, và cây bên đây là cây đàn bà, cây bên đây cây đàn bà. Cây đàn bà cây này cũng 200 năm luôn nha. Cây đàn ông và cây đàn bà. Bởi vì cái gì cũng có cặp ha. Người cũng có đàn ông, đàn bà. Cây cũng có đàn ông, đàn bà. Cái gì cũng có cặp hết á. Lẻ thôi là buồn lắm. Đây nơi khác nữa nha. Người ta đông lắm mọi người à. Ông cảnh này rất là tuyệt vời, ông mặt trời. Vừa ra đây ngắm được cảnh biển mà vừa ngắm được ngôi chùa. Ngoài đó có một ông Phật rất là to màu vàng bên đó. Rất là sợ nguy hiểm bởi vì họ là chặn sắt hết tất cả khu này nha mọi người. Sắt nè, họ chặn, họ không cho mình ra ngoài đâu. Đứng ngắm sóng biển cái xíu đi mọi người ạ. Ở bên hàng đây là chị
nhìn ra là thấy biển thôi, biển và núi, đồi núi. Đi về trời ơi, anh về nó hói như giặt về vậy đó. Thôi bây giờ em đi về đây ở nhà. Ôi té mình ơi. Em đi về đây mọi người à. Và em xin tắt clip tại đây. Mọi người hãy đăng ký, like và ủng hộ cho em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.